bằng mọi giá ta phải cứu cho được thầy trò đường cát không có tôn ngộ không ở đây thì ta là vô địch hello 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 <laughs> cái con này nó nó có cái kiểu đi lạo tôi không làm tên á nó chào à, hai bên là hai chú mèo nữa chứ ông này xài cái um, cái lết này đọc ha hai hai mèo anh này thì ngồi lên con ngựa mà ảnh cũng là con ngựa nữa ảnh múa quá quá chừng động vật luôn em avatar của bạn này cũng hơi bị sốc đó à, hồi trước là review con 7 sao thì bây giờ tôi lại quay ngược lại tôi review con sáu sao anh em Ê, tôi thiết nghĩ là cũng không cần phải tiến hóa lên cái dạng um, dạng xịn hơn đâu dạng này dạng a slip a slip là dạng sáu sao lúc ta ô này gì lạ vậy này nào vậy bơ ủa con xeo hả sao xeo nhìn lạ vậy ta xin bỏ hung đó à không biết sao nay nhìn lạ thế thì còn Elip này anh em tôi nghe nói là 6 sao nó ngon hơn 7 sao luôn hay sao? Tôi nghe đồn là anh vậy. Là, à giờ anh mới thêm cái mũ vô. Nãy mất cái mũ hàng chi nhìn thấy không ra. À, tôi nghe đồn là nó có skill ngon ngon mạnh mạnh còn hơn con 7 sao nữa. Cho nên đây tôi test thử coi nó có ngon hơn con 7 sao không? Nghe nói là skill gì mà hỗ trợ này nọ đó. Rồi đầu tiên tôi sẽ coi thử là sức mạnh bình thường như thế nào. À, một hồi mới test skill. 23.000 5.000 tiền. Cái này nếu mà gắn ợp lên thì cũng được 46.000 tiền Con này thủ đầu cũng khá là ngon Đánh 6 dây phạm dây 40 nhưng mà được đam to Thì con này hiện tại thì bạn ấy mới level 1 thôi nè Level mắt thôi là đâu được 46 rồi Gắn ợp lên nữa là lên được gần 100.000 đam một phát chém Thấy cũng khá mạnh đó, ổn Hàng 6 sao vậy được Ủa anh này là một anh người người dân tộc ông người thời tiền sử ca chém hay sao á <laughs> kiểu kiểu vậy phim này tôi chưa coi chắc nhiều người biết rồi rồi up lên một phát nữa là lên tới 192 tức là khoảng 200 ngàn Mắc level là lên được 400 ngàn đam uhm, Con này up thì cũng hơi bị nhanh đó Làm gì cũng cũng gọn nè Mới vô đặt thì tôi thấy là có tính chất thủ đầu được nè Up lên một phát thì nó up cái phát up đó nó hơi mắc tiền Chắc up hơi chua đó thủ đầu không nổi Nhưng mà up lên được thì đánh cũng khá ổn uh, Mắc level là khoảng 400 ngàn tiền rồi con này đi ra này nọ thì cũng ổn nhưng mà thủ đầu sơ sơ thôi thủ nữa thủ từ đầu đến cuối thì không được đâu tại do bố như phun này nọ nó đi nó chạy qua với lại sáu sáu giây thì đặt hơi nhiều đặt con chị không nổi đâu Thì đặt đặt nhiều con được luôn không? không đặt con con à nên là không thủ đầu được rồi để tôi ra con quái tiếp theo vậy bốn trăm hai rồi con này mới lấy 1 một thôi mà dam nó cũng bự nè sáu 000 ngàn tiền sáu chục ngàn ra hai khu lơ rồi rồi lên luôn 720 ngàn à, Nó làm gì mình nó cứ Nó cứ tra một cái con Satan đánh khác thôi Chứ nó không có đánh <laughs> Tôi tạm gọi là Satan chứ viên này tôi đâu có coi đâu à, anh nhảy rồi mấy con mèo này mắc cười quá <cười> Rồi lên luôn Là 1 triệu 4 à, Dangerous Rai Dangerous là nguy hiểm rồi đó Nhưng mà Rai là cái gì Thì hình như là mấy con này Lúc đầu tới bây giờ luôn là nó không có hiệu ứng gì, nó chưa có skill gì hết á. Lên tới đây luôn là chưa có nè, đây 5 là chưa có nè. đây 6 là phạm vi đánh nó rộng lên nè, nó lên để sờ rệt ra để tôi ấp máu quá nhiều hơn 2,2 triệu cái hả? Hiện tại thì tới bây giờ là 2.2 triệu với tốn là khoảng 400 000 tiền. Ôi gì đấy, chạy tới lấy con ngựa đạp nó à. Thì bây giờ là như như vậy thì có thể đi ra thì có thể ấp được. Còn ấp um, một phát nữa thì 3 triệu thì chắc đi ra thua, nhưng mà đi ra ấp như vậy thì nó cũng hơi lỗ anh em. Không nghe bỏ 400 000 để lấy con 2,2 triệu. Trong khi đó lấy anh đề cư um, mấy chục ngàn ấp chừng ba con lên chuyển qua cái dạng Float um, gì đó là nó đã, đã lên uh, gần triệu rồi, ấp chừng hai con, ba con thôi là lên là <laughs> lên 2,2 triệu rồi mà tốn có mấy chục ngàn tiền à. Cho nên là uh, con này ấp về thì nó không có lợi về đam cho lắm. Rồi ấp phát cuối cùng này nè. nghe nghe đồ ăn tiền phát cuối nữa nè. 4,5 triệu có skill Block Moon Thì tôi nghe đồn là Block Moon này là nó cộng 2 Làm sao ta Làm cho quái bị bị nh... ăn nhân hai sát thương Trong thời gian 5 giây hay sao đó Để tôi đọc lại hả quên này Ở lần nâng cấp cuối cùng của Faken Nhật thực anh ta có một khả năng gọi là mặt trăng máu Điều này giúp tăng gấp đôi hiệu ứng tất cả uh, Hiệu ứng tất cả đốt dot DOT sát thương theo thời gian trong uh, 300 giây 5 phút và chiếu một đoạn cắt cảnh đi đánh thức các vị thần thời gian hồi sờ kêu là 600 giây tức là nó làm cho tăng gấp đôi hiệu ứng tất cả các sát thương theo thời gian trong vòng 5 phút tất cả sát thương theo thời gian sát thương theo thời gian anh em tức là nó những sát thương mà mang hiệu ứng á thí dụ như là đốt nè chảy máu nè là những những sát thương nó được gọi là sát thương theo thời gian là nó tăng lên 5 phút Ủa vậy tôi đem mấy con này theo ý nghĩa gì ta Tôi tính đem Meliodas thôi nó có chia 4 được hay không Nhưng mà không rồi Chỉ là những sát thương theo thời gian thôi Chảy máu này nọ Ở đây có trứng nè Trứng 100% là có sát thương theo thời gian nè Rồi tôi sẽ bán này để xa xa đó Tôi sẽ thử là sát thương theo thời gian nó có tăng hay không nha Bán này để đây đi Đó rồi đất không tới nè, tôi để thằng này đây nè, nó Chảy máu là sát thương theo thời gian. Hiện tại quái máu hàng triệu không, tôi cũng sẽ lên hàng triệu cho dễ vậy. 1,3 triệu. Chà, căng à đó. Để coi là sát thương theo thời gian nó có khác gì hay không nhé. quái 20, 21 triệu nè. Ừ, sao ta? đánh cái ha để cho đánh cái thử coi sao ha đánh một phát thôi là bỏ bỏ chạy đó thì để coi con máu nó ra bao nhiêu, nó mất nhiều máu ừ vậy đi vậy là dễ nhất á còn 14 triệu nha chém cái còn 14 triệu rồi nãy lên tới đây đúng không đây nè chế một cái là một quái máu còn 14 triệu là khi mà mình chưa xài gì hết trơn là một phát là còn 14 triệu giờ tôi sẽ sờ sờ kêu thử tôi kêu một con quái khác ra để coi nó còn hay không để tôi đập chết này hả rồi, tính ra trứng trăm phần trăm có trứng trăm phần trăm đi solo không sợ gì hết trơn nè mấy cái heo ran sun ran demon mắc ran gì rồi giờ tôi sẽ à, cái này là nó làm cho con quái bị hay là không biết tôi sẽ kêu con quái ra trước luôn nha rồi tôi bắt đầu tôi xài skill nè đây đi đồng đội ơi múa 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 quá con quái nó nó chết bây giờ gì ghê mặt trăng máu lấy trái tim uh, gì đó ban sức mạnh gì đó ô có cái hình mặt nạ này nè ghê gì, gì đi vô tông nội tạng gì tôi lứa á rồi lúc đó Ủa, phim này thấy ghê thiệt ở đâu rồi đâu rồi nó chết luôn rồi <laughs> nó chết luôn rồi anh <laughs> hình như là nó, nó nó tăng lên nó có tăng lên quái mới chết luôn mà, mà, vậy vậy nếu mà tôi xóa cái này đi tôi đặt lại nó có nó có còn vậy nữa hay không nha mặc dù là nó hoàn hoàn hiệu ứng một hơi lâu nhưng mà nó 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 làm cho tăng gấp đôi sát thương con quái chết nhanh hơn không lý nào mà chết lẹ vậy được đó bây giờ giờ là nó bình thường nè nó là 14.2 hay sao đó ô ô ô ô đó thấy nó 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 khác hồi trước đúng không vậy thậm chí mình đặt rồi luôn nó cũng cũng không sao hết ta thử lại phát nữa kìa thời gian hồi về hồi chiêu là tới sáu trăm giây lận con này hồi sợ chiêu uh, khá lâu thử lại cái không biết là mình xóa con unit xong mình đặt lại con mới thì nó có nó có bị ảnh hưởng gì hay không đây 20 triệu đánh rồi để đánh đi nó đánh một phát rồi tôi ngồi tôi tính nha Cái này phức tạp đi chơi game cũng như là làm toán ấy đó 20 triệu rồi để tôi lấy máy tính lên tôi tính mới được <laughs> Còn uh, 8 triệu 9 20 từ uh, 8.9 uh, chia uh, 1.3 chạy máu gấp 8 lần hả Thấy à, thấy thấy nó 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 khác chỉ số không? Đáng lẽ nó phải là nhiêu ta để tôi tính Em à, qua đây là cái cái đúng của nó nè. Resin ấy yup lên đã chảy máu 5 lần trong 8 giây đúng không? Là 1.3 nhân 5 thôi. 1.3 nhân 5. 1.31 nè nhân với 5. Là bằng 6, 6 triệu rưỡi, tức là một chém của nó sẽ lấy đi 6 triệu rưỡi nếu nó lấy nhiều hơn 6 triệu rưỡi thì đó không phải là skill của nó không mà đó là skill của cái anh phao câu này phao câu nhật thực phay cành a a slip là nhật thực à vừa chơi vừa học tiếng anh vậy rồi đánh cái bán nè đó vô 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 11 nó đã hơn 10 ngàn rồi nè đó 11 000 ngàn ý 11 triệu trong khi đó theo lý thuyết thì nó chỉ mất có triệu rồi hình như 8 triệu Tính như quên nữa rồi ta Là 1.31 Nhân 5 thôi Cùng lắm là Cộng thêm 1.31 Lần nữa là nhân 6 thôi à, Bây giờ tôi sẽ Test lại phát nữa Cái tôi cảm giác lúc đầu Nó xài sờ kêu Nó sẽ Nó sẽ Mất máu nhiều hơn hay sao Nên tôi sẽ Ra tôi làm lại phát nữa Coi như thế, như thế nào Rồi à, bây giờ tôi sẽ Test thử với Akainu nha Chó đỏ nha Để coi là Một hít của chó đỏ Là gây bao nhiêu tôi, đặt xong tôi xóa liền rồi tôi lại xài skill là không biết là nó đánh theo cái kiểu nào nữa nói chung có nhiều cái để test lắm anh em thí dụ như cái này mà xài cái con tru evil nè có dễ ngon hơn đó một phát nè đó giờ đơn giản nhất là cứ bỏ đi nó mất bao nhiêu máu thôi cháy hoài vậy dung nham cháy hơi lâu ha Ôi cháy muốn chết luôn nè ghê vậy còn có một một phẩy chín hai triệu à gì tắt lửa của anh này ờ à, đúng rồi bảy lần tại vì anh này anh đã lên tới 1 triệu rồi cho nên là 1 triệu mốt rồi Còn có cái một triệu à một triệu đúng không bây giờ tôi tới đây để đốt không nổi nữa ai okay nữa tôi sẽ xài skill thử coi như thế nào ha như là xài sờ kêu trước luôn hay sao rồi xài sờ trước luôn đi rồi bấm x ba và nó qua nhanh cái hiệu ứng này vậy nhìn nó nó mờ ám nó buồn mị gì sao á. Rồi, uh, xài xong kêu là không biết là xài skill lên con quái hay xài skill lên cái cái unit của mình cho nên là tôi cứ xài đại lên 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 cái unit của mình để coi như thế nào. Đó, rồi, hồi nãy là một phát là chưa chết còn triệu mấy đó. Nếu bây giờ đập chết là nó nó có ảnh hưởng đó, là nó có tác dụng đó. Đó, rồi mắc ma thấy không thấy không trời à, ơi à, nó chết, nó tới đây nó chết luôn rồi tức là mình không cần phải xài lên con quái đâu mình xài là nó sẽ ảnh hưởng lên cái con của mình còn trong phạm vi hay ngoài phạm vi thì tôi chưa biết tại vì nãy là tôi đang đặt ở trong phạm vi mà bây giờ tôi lại thử nữa nè là mình bán con đó rồi mình đặt lại luôn là nó có còn ảnh hưởng hay không đây một triệu mấy giờ tôi dẫn xà bam tiếp một con y hình nãy nè tức là mình xóa đi mà đặt lại thì như thế nào hay là nó phải ảnh hưởng nó chỉ ảnh hưởng đến những con đang có hiện tại thôi hay là sao hay là nguyên map ấu uh, over map này nọ nó đặt một phát nữa nè xó nè nếu mà nó 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 chết luôn là nó vẫn còn tác dụng nó vẫn chết luôn vậy là nó vẫn còn tác dụng anh em chứ không phải là xài một lần xài một lần là nguyên map xài thoải mái luôn à, kiểu vậy tôi vẫn thử anh này không vậy là không cần phải đặt ở đâu cũng được hết. không cần phải dính hay skill hay gì đâu Vậy giờ nếu mà để gì đề ca vậy giờ tôi xài con e như thế nào nha, 2 triệu 7 đúng không? Nó skill đó trong 5 phút lận chắc còn xài lâu được. Đó, giờ tôi sẽ cho một con e ra. 7 triệu 3. Thật như tôi làm nó hơi vội vã rồi nha. cái này nó có hai bơ mới định đau chứ cái gì nó cũng đánh được hết trơn á. À, cho nó đánh chết luôn đi. Tính ra này cũng mạnh á. <laughs> Để cho đánh cái ha. chứ đánh cái thôi chứ. Đó, con quái nó sẽ bị trừ máu nhiều từ từ. Cái sợ kim này giờ vẫn từ đam theo thời gian anh em cho nên là nó nó sẽ trừ gấp đôi nếu vậy thì ngon nè ôi từ có miếng thôi vậy cái này tôi khó phân biệt quá tại vì skill của anh này ảnh ảnh chồng với cái chiêu đánh e luôn mất các hai triệu bảy nữa nè đó rồi xèo cái đi hai triệu bãi không nó đánh được có một lần thôi rồi cơm đau nó cũng có mấy phút là rồi nó mới đánh được nữa vậy mà tôi nghĩ là nếu mà nhân hai sát thương thì xài anh skill này hoặc là, là mấy đứa mà có lửa đen á hoặc là good á xài good thì nó hiệu quả hơn ừ tôi sẽ thử với anh omayron oh này ha là skill nó nhân hai à automit nè sẽ kêu e ra e 10 triệu máu đó à, không đánh được 10 triệu máu à, dứt skill 3 triệu máu để coi có quái còn sống không nó sao kia này nhìn cũng ngầu nè thấy tương trầm ngon đó đẹp ngầu à, và đặc biệt là mạnh nữa đâu rồi à, 3 triệu mấy à sao kia này không trừ máu theo thời gian sao kia này chỉ từ có một phát thôi cho nên không tính ờ ừ, hợp lý Vậy trừ máu theo thời gian là phải ra cái con nào đi bộ kìa rồi Chế một phát nè bỏ chạy xó nè rồi chết mất tiêu rồi làm bao gì nữa 10 triệu mà ta 10 triệu chém một phát chết queo rồi Đó 1 triệu 3 nha Rồi vô một phát 1 triệu 3 chém 10 triệu theo lý thuyết là không chết đúng không Sao chết nổi Ôi chết rồi <laughs> Tại vì 1 triệu 3 1 triệu 3 mà nhân Nhân với chảy máu lên 5 lần Cho những 6 lần luôn Cũng không biết nào chết được Để tôi coi là mỗi lần nó chảy máu Nó chảy bao nhiêu nha Đây, Ngắm, đang chơi game Ngồi ngắm và canh dữ lắm 6 nè 6 triệu nè 3 triệu 4 nè Nó chảy 1 lần 2 triệu mấy á Ôi, Con mèo này chảy được quá Tức <laughs> là nó chỉ cần xài một phát thôi là trong vòng 5 phút đó những cái thứ mà liên quan tới rút máu dần dần theo thời gian như là độc nè lửa đen lửa đỏ nè lửa chùa nè rồi không, lửa chùa chứ không có đâu rồi chảy máu nè là nó nó sẽ nó sẽ tính hết luôn tức là tan zero nè hoặc là tướng một phần trăm nè nếu mà xài được con này mà nó áp dụng được thì hơi bị ngon thời gian hồi skill tức là nửa ống chỉ cần cái này đầy nửa ống là mình hết xài được Tại vì nó nó tác dụng trong 300 giây mà 600 giây nó hồi lần, tức là ống này phải 600 giây nó mới hồng. Hồi thời gian hồi là thời gian toàn cầu cho nên không sử dụng mấy con như là reset up để reset skill là không được. Nó chung với CD với mấy cái con đó rồi cho nên nó không xài reset up được. Nhưng mà đánh giá chung nếu mà đi những cái con đông và nguy hiểm ví dụ như đem good theo chẳng hạn. Good theo là đánh là skill là chảy máu nè, kết hợp với con này là coi như là hoàn hoàn hảo luôn á. Hoặc là trứng 100% cũng được nè Những con mà có chảy máu hiệu ứng này nọ là kết hợp được Mà đam nó phải bự Đam nó bự nữa, ví dụ như Nizuko cũng được Nên tính ra là nếu mà thay vì đem con 7 sao chỉ với đam và đánh e không Thì tôi nghĩ đem theo con 6 sao cũng có vẻ ngon hơn Nó hỗ trợ tốt hơn nè Trong vòng 5 phút lận mình gây lực gấp đôi sát thương hiệu ứng Sát thương hiệu ứng có một đặc điểm Thủ đầu dễ nhưng mà về sau nó khá là khó Nếu mà mình xài nhiều con Thí dụ như mình xài hai hàng Arcanu thì nó cũng đốt có một lần rồi, nó không có chồng lên. Điểm yếu của hàng hiệu ứng như dịch là như vậy. Với lại hiệu ứng giống nhau thì nó sẽ tính cái con đánh trước. Thí dụ như là hàng Arcanu này đặt lên lên đây. Thằng này ấp một đống lên đi nhưng mà cái hàng đầu tiên nó đánh trước. Thì nó sẽ từ 4.000 máu, 4 chín thôi chứ nó không mấy trừ trăm mấy này. Tức là nó tính cái hiệu ứng đầu tiên mà bị đánh trước. Bị đốt trước thì nó tính cái đó thôi chứ không phải là tính cái đốt mạnh hơn. Cho nên là đặt cái đó phải biết cẩn thận và biết sử dụng khéo thì mình xài được con này thì nó hiệu quả anh em. Có lẽ đây sẽ là một trong những anh giúp mình leo top. Nếu mà nó nó nhân hai tất cả skill lên thì nó còn hay hơn. Thì đem theo gami hoặc là mớp này nọ để dành nổ thì nó sẽ nhân hai lên nhưng mà không. Như tướng 100% nó là nó không nhân hai lên cái skill đánh, nó chỉ đánh có một một phát bình thường thôi. Nó chỉ nhân hai những cái từ máu theo thời gian thôi nha, trăng máu. Chắc máu là một hiện tượng um, hồi như dạo này Việt Nam cũng có nhiều lắm đó đó là um, hết rồi hết rồi sao kêu nó là vậy đó tôi thấy cũng ổn cũng được uhm, làm cái này thì cũng mới lạ mà chắc không ứng dụng nhiều đâu bởi vì nó đắt quá không xài tông ran được chỉ có thể đi uh, tiêu thôi trong khi đó thì nếu mà ta để dành tiền ta dành dụm và ta để hình IGN này vậy đây đại ca mới dùng muốn muốn gì vậy ta để dành anh IGN, IGN này nay Amin cho lên 2 triệu 2 rồi nha Để dành IGN này ta Ta up ta đi ra nổi thì ta up thằng này luôn, ta, đó ta, ta kêu thằng boss nó ra Nó xuống nhiều <laughs> Nó xuống hơn là Gì đây 3 triệu mấy nè, thấy chưa Nó xuống hơn nhiều so với đi cái con này Cũng 50% hoặc là Meliodas chẳng hạn ta chia nó sẽ ổn hơn Còn con này thì đi Infinity thôi này đi phi này nọ thì tôi thấy được chứ còn ứng dụng Uran hay Story thì không được rồi thôi cảm ơn lò mau lò mau cho bữa ạt nha rồi hẹn gặp lại ở những video bữa ạt tiếp theo